nói dạo này cậu cả hay lấy tiền cha mẹ đi ba ha. Chỗ nào cũng thấy cậu cả, từ vũ trường khách sạn đến gara đá. Cậu cả qua nhà phe xe mà nhân nợ tôi cả năm cậu đâu trả. Cậu cả có tiền trong ba ly nhưng giấy nợ tôi thì cậu mất đâu hả. Hôm qua anh đi vào ba,